42. Tôi nói nước vào nguồn rồi, chỉ còn thiếu một câu nói thôi. Dạo này chúng tôi rất tốt, cô ấy nói qua nói lại đều ám chỉ tôi. Tôi nhắc lại với cậu một lần nữa, chuyện nam nữ tỏ tình, thực ra quan trọng nhất là trình tự. Sau cùng đó, cậu chỉ được phép thắng, không được phép bại. Có đúng không? Vừa nãy trước mặt bao nhiêu người, người ta là con gái, chúng ta nói đến mức nào đó thôi, tuyệt đối không được nói quá, khiến cậu tự làm mình mất mặt. Tất nhiên, chuyện này cũng do tôi, chưa suy nghĩ chu toàn. Xin lỗi nhé người anh em. Tóm lại dù thế nào đi nữa, cảm ơn mọi người đã ở bên tôi lúc tôi buồn nhất. Hôm nay, tất cả là lỗi của tôi. Ngày mai đến văn phòng, tôi sẽ giải thích với cô ấy. Thế nào rồi? Thầy Dư thân mến, lãnh đạo của anh bảo tôi chuyển lời lại cho anh. Anh đã vinh hạnh bị đuổi việc. Có ai ngờ đến kết quả này không? Bậc thầy chia tay, tìm bậc thầy tái hợp giúp tái hợp. Kết quả bậc thầy tái hợp lại khiến bậc thầy chia tay phải chia tay. Tôi thấy cũng rất tốt mà. Cậu xem, 7 người chúng ta vẫn độc thân vậy mà. Dư Quang, Dư Quang, Diệp Tử, Châu Mạc không về cùng em sao? Lão đại, Mạc Mạc bảo em chuyển lời lại cho anh. Cô ấy nói cô ấy về nhà rồi, bảo anh sau này có việc hay không có việc cũng đừng tìm cô ấy nữa. Thế cũng có nghĩa là nghỉ việc rồi sao? Tôi ra ngoài một chút, từ từ thôi. Mấy người họ sao vậy? Diệp Tử, chuyện thế nào vậy? Vừa nãy Mạc Mạc nói gì thế? Anh còn không nhìn ra sao? Tuy rằng Dư Quang mắc phải sai lầm lớn, khiến chị Châu Nhất khóc tới vậy, nhưng hôm nay, người chiến thắng sau cùng vẫn là thầy Dư Quang. Diệp Tử, anh thấy em nói rất đúng. Làm gì thế? Bó hoa này xem như anh dành tặng em. Tất cả mọi lời bộc bạch đều ở trong tim rồi. Về nhà thôi, anh hy vọng Diệp Tử, anh tiễn em. Diệp Tử, em... Diệp Tử, em đợi anh với. Đợi anh chút, anh đưa em về. Đám trẻ hoang phí này, bao nhiêu đồ thế này, thật là lãng phí. Diệp Tử, đợi anh với. Hi, anh đến rồi đây, tạm biệt. Đừng tạm biệt mà, đừng tạm biệt. Nghe anh nói đã, nói mấy câu đã. Anh xin lỗi, hôm nay anh đã bỏ mặc em. Chuyện gì vậy? Em không có cảm giác gì hết. Anh nói ra xem. Em thấy anh nói chuyện với khách hàng đều là đang giảng đạo lý, nhưng nói chuyện với em lại rất dè dặt, chỉ nói được mấy câu. Em cảm thấy Dư Quang đó có thể tốn công sức làm mấy chuyện như vậy mà anh lại toàn tâm toàn ý giúp Dư Quang làm chuyện đó. Em cảm thấy em theo đuổi anh lâu tới vậy, chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, nhưng khi chúng ta vừa mới yêu nhau, em lại cảm thấy chúng ta yêu nhau, cũng giống khi mới bắt đầu vậy, đó vốn không phải là điều em cần, đúng không? Nói ra câu nào cũng đầy lý lẽ, tức chết mất. Anh là con khỉ được phái đến chọc tức em đấy à? Có những lúc, không biết là con người có IQ cao hay thấp sẽ tốt hơn đây. Anh giống như Dư Quang đi, IQ của anh ấy rất thấp. Mỗi việc anh ấy làm đều khiến người ta cạn lời. Nhưng anh đứng xa một chút nhìn vào, anh sẽ phát hiện mỗi việc anh ấy làm đều rất chân thành. Còn anh thì sao?
Y quy thật sự rất cao, cao thủ trong những cao thủ. Cho dù trong công việc có chút sai sót nào đó, anh đều dùng cái lưỡi sắc bén của mình để giải quyết. Có câu nói thế nào nhỉ? Có thể bớt chiêu trò đi, chân thành nhiều hơn một chút. Anh sẽ không nói gì hết. Là lỗi của anh. Anh không phản bác. Chiêu trò, lại là chiêu trò. Hôm trước anh cũng nói như vậy với khách hàng. Giữa nam nữ phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, nhớ lấy, không hẳn là sai. Sao phải phân biệt cao thấp? Đây đâu phải ái dẫn hội, đâu có ai trao giải cho cậu đúng không? Cho dù gặp phải chuyện gì, cứ nhận lỗi trước. Nhận lỗi thế nào? Vô cùng đơn giản. Xin lỗi, là anh sai rồi. Cho dù em nói gì, anh cũng sẽ không giải thích. Mạc Mạc, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không nói gì hết. Em hãy xem sự thể hiện của anh, xem sau này anh làm thế nào. Vẫn là chiêu trò. Mấy tháng trước anh cũng nói câu đó. Nhận lỗi xong, nhất định không được đôi co gì thêm. Về chuyện đó nữa, quan trọng nhất là gì? Thái độ với mọi chuyện về sau này. Ví dụ như, hãy xem biểu hiện của anh về sau này. Anh ra chiêu mạnh nhất chưa? Chưa thắng mà đã như thắng. Nếu quả thật không có gì để nói thì hãy giả ngốc. Ngốc bất kể là gì cũng vẫn cười. Thực ra cô ấy không phải đang cãi lý với cậu, cô ấy chỉ đang trút giận thôi. Trút giận xong sẽ thôi. Những chiêu đó của anh em biết hết rồi. Em đã ghi nhớ nó sâu đậm trong bụng, trong tim và cả trong bộ não rồi. Cho nên chiêu nào của anh cũng đều vô dụng thôi. Tâm trạng đã tốt hơn chưa? Chiêu này cũng vô ích thôi. Mời anh ra ngoài. Không có tác dụng sao? Tạm biệt. Anh còn chiêu khác nữa. Đợi chút. Anh còn chiêu khác. Chiêu khác nữa. Còn mấy chiêu nữa. Đừng mà. Anh còn chiêu khác nữa. Cũng vô ích sao? Em đợi chút. Châu Mạc, nghe anh nói. Châu Mạc. Đừng vậy mà. Được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thầy Dư. Xin lỗi nhé. Cái đó, lúc đầu là ai tỏ tình trước? Anh ấy tỏ tình với tôi. Tỏ tình. Có thể tỏ tình với cô. Đúng là người đàn ông tốt. Nhưng sau đó càng ngày càng không tốt. Châu Nhất, làm bạn gái anh nhé. Sao cậu làm tôi xấu mặt trước bao nhiêu người như vậy? Tại sao tôi thấy cậu đáng ghét như vậy? Rất nhanh thôi, chị sẽ không rời xa nổi tôi đâu. Sao thế? Thầy Dư nhà em không có nhà sao? Nhà em. Thực ra chị sớm phát hiện hai đứa có gì đó không đúng rồi. Em đừng giả bộ nữa, hợp nhau thì tiến tới luôn đi. Chị thật là... Dư Quang, cậu đang dùng ánh sáng thừa thải của cậu để nhìn trộm tôi đấy à? Hạ Tổng, có phải chị đang dùng ánh sáng thừa thải của chị để nhìn trộm Dư Quang của chị không?
Mỗi lần em ôm lấy anh, anh biết điều đó là thật. Trái tim đã mách bảo anh rằng cảm giác đó chính là như vậy. Tại sao? Cũng giống như em đã nói với anh. Tại sao? Mỗi lần em ôm lấy anh. Tại sao? Chỉ bởi đó là em. Mỗi lần anh lại gần em, những vì sao trên trời. Ai vậy? Hạ Tổng, tôi đến để nhận tội. Hạ Tổng, mở cửa ra Hạ Tổng. Châu Nhất, em mở cửa ra nghe tôi nói đã. Châu Nhất, hôm nay tôi đến đây muốn chân thành xin lỗi em. Tuy rằng tôi không biết mình đã làm điều gì sai khiến em tổn thương, nhưng cũng giống như khi em nói với khách hàng, đàn ông khiến phụ nữ đau lòng chính là lỗi của người đàn ông. Hôm nay tôi đã hạ quyết tâm, nếu em không mở cửa, tôi tuyệt đối không rời đi. Tôi biết là em đang nghe. Tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. Ông chủ Từ, ông quá khen rồi. Đó là việc mà bậc thầy tá hợp chúng tôi nên làm. Cảm ơn, cảm ơn. Là thế này, dạo gần đây chúng tôi không có. Không có gì. Anh thấy đấy, quá bận thôi. Gần đây chúng tôi bận quá nhiều việc, sợ là mỗi người chúng tôi không đi được đâu. Bữa cơm gia đình, bào ngư hai đầu. Không không, ăn gì đâu có quan trọng. Quan trọng là tình cảm của chúng ta thôi. Được, tôi biết rồi. Tôi đồng ý với anh, cũng có nghĩa là mọi người đồng ý. Tiếng tâm của tôi, e là anh chưa biết thôi. Trong văn phòng này, tôi mà nói, mấy thanh niên đó đều phải nghe theo. Được được, lát nữa gặp. Được, tạm biệt. Đoạn Đoạn, chúng ta trước đây đã tái hợp cho một đôi. Người đàn ông tên Từ Đào, người phụ nữ tên Mạnh Tiểu Khả. Vừa nãy họ gọi điện tới, nói hai người họ tái hợp thành công rồi. Ông chủ Từ đó hết sức vui mừng. Anh ta mời tất cả văn phòng chúng ta đến cơ ngơi của ông ấy, muốn thể hiện lòng biết ơn. Còn đặc biệt nói đầu bếp nhà anh ta là đầu bếp rất danh tiếng. Mấy cái như là cua hoàng đế, ngà dồi, không là gì hết nhé. Ăn cái gì mà bào ngư hai đầu tại nhà riêng, đã thấy bao giờ chưa? Bao giờ vậy? Tối nay. Hôm nay mới mời thì là lấy lệ, mời từ ba hôm trước mới là mời ăn cơm. Không phải, ông chủ Từ rất chân thành. Phía trước cơ ngơi của anh ta là tòa căn hộ anh ta mới mở. Sau khi cơm no rượu say, còn bảo chúng ta đến tòa nhà mới mở đó xem thử. Nếu như chúng ta muốn thuê, giảm 8% mỗi người sao? Mỗi người luôn. Vậy thì ông chủ Từ còn kiếm được bao nhiêu nữa? Người ta đường đường là ông chủ quan trọng chuyện đó sao? Vừa nãy anh nói, hai người đó là ai? Nam là Từ Đào, nữ tên Mạnh Tiểu Khả. Sao tôi không có ấn tượng gì hết? Chắc không phải khách hàng chúng ta tư vấn trực tiếp, rất có thể là khách hàng tư vấn qua email. Mỗi ngày chúng ta có mười mấy khách hàng, chắc chắn là không nhớ hết rồi. Khách hàng qua email mà lại muốn gặp mặt để cảm ơn, còn giảm giá thuê nhà cho chúng ta tới 8%. Giáo sư, trung tâm môi giới nhà đất đúng không? Diệp Tử mau tra xem. Được. Tra cái gì mà tra? Mấy người mắc bệnh nghề nghiệp đấy à? Đến rồi chẳng phải sẽ biết ngay sao? Người ta mời ăn mời uống, chúng ta đến đó đã rồi nói. Chuyện gì thế này? Số liệu không mở được. Không mở được. Giáo sư, anh xem thử xem. Về rồi xem không được sao? Tôi nói cậu nghe, ông chủ Từ này muốn cảm ơn từng người chúng ta. Mau đi cả đi, mau mau. Cậu mau gọi cho Châu Mạc, bảo cô ấy đi cùng. Hôm nay Châu Mạc cùng bố đi khám sức khỏe rồi. Tôi cho cô ấy nghỉ một ngày. Được được, cũng đúng. Sức khỏe bố vợ tương lai phải kiểm tra là đúng rồi. Được rồi, chỉ có thể trách cái miệng cô ta không có phúc. Ok, ông chủ Từ cũng nói đã có sẵn rượu ngon, không ai được lái xe tới. Chúng ta phải đánh chén một bữa thật no say. Đây chính là căn hộ cao cấp mà anh nói sao?
5 phút trước còn định dị đúng chỗ này mà. Còn nói rượu đã sắp xong cả rồi, bào ngư hai đầu cũng đã bỏ vào nồi. Phái phó tổng giám đốc đến đón chúng ta, tiếp đãi đến vậy mà. Vậy phó giám đốc đó đang ở đâu? Cái này... Giáo sư, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Chúng ta nên về thôi. Mau chụp bọn họ. Mau lên, đừng để họ chạy mất. Mau, đừng đi, mau chụp ảnh họ. Bậc thầy tái hợp cho ông xã tôi và Mạnh Tiểu Khả. Chính là hắn, mau theo tôi. Đứng im, các người làm gì vậy? Không được chạy, chính là họ đã tái hợp cho ông xã tôi và Mạnh Tiểu Khả đó. Chính là hắn, mau chụp ảnh họ. Chụp nhiều vào, các người không biết xấu hổ sao? Làm gì thế, các người không biết xấu hổ sao? Đúng thế, đừng chụp nữa, tôi cảnh cáo các người. Không được chụp, không được chụp. Tiền thất đức mà các người cũng dám nhận. Ai là kẻ gây sự, kéo hắn ra, bảo vệ Diệp Tử. Châu Nhất, em có biết không, Châu Phi có một loại trống thế này. Em hãy lắng nghe, tôi đánh cho em nghe. Có nghe ra ý gì không? Không sao, tôi đánh lại lần nữa. Sao em vẫn không ra vậy? Sao em vẫn chưa ra mở cửa? Thú vị không? Anh đánh cho em kiểu khác nhé. Câu này hơi dài đấy. Có lẽ em khó mà hiểu được. Anh sẽ giải thích cho em. Bầu trời của tôi là màu xám. Trái tim tôi là màu xanh. Khẽ chạm vào trái tim em mới hiểu ra rằng vẻ dương dương tự đắc của em, anh lại chỉ đành bó tay. Nỗi đau thấu trong tim anh. Chính là niềm vui của em. Anh đánh cho em thêm khúc nữa vậy. Cái này hơi đau thương đấy. Anh đánh cho em cái gì đó vui tươi hơn nhé. Sư phụ, mối tình không nên bắt đầu, được dừng lại kịp thời. Nhưng cái người kêu dừng lại đó, không nhịn được mà khóc. Điều đó có phải nghĩa là bản thân mình đã bắt đầu thích đối phương rồi không? Quyết định rời xa một ai đó, tốt nhất là hãy dứt khoát.
Quyết định yêu một ai đó phải cần thời gian mới hiểu hết được lòng người. Đạo lý này không khó, nhưng chúng ta vẫn thường làm ngược lại. Em nằm trong tình huống nào vậy? Em hiểu rồi, sư phụ. Giáo sư, rốt cuộc anh làm gì vậy? Bữa cơm chết tiệt đó, anh còn không định nói rõ ràng sao? Anh xem chúng ta, ai cũng thành ra thế này. Diệp Tử, em tỏ thái độ như vậy danh, trong lòng anh cũng đang khó chịu. Không phải anh chỉ muốn mọi người được hưởng chút phúc thôi. Anh đâu biết chuyện lại xảy ra như vậy. Chúng ta đen đuổi là vì cái phúc đó của anh đấy, không phải anh cả ngày. Cái gì mà bào ngư hai đầu, chúng ta có thành ra như vậy không? Ngoài bào ngư hai đầu, còn giảm giá 8% nữa. Sao lại đổ hết cho tôi vậy? Tôi là người bị thương nặng nhất đấy. Bị thương ở đâu? Tim. Đừng cãi nhau nữa. Giáo sư, anh lên mạng xem. Nếu tôi đoán không nhầm thì chúng ta đã nổi tiếng rồi. Được. Không sao. Không sao đâu. Hỏng rồi lão đại. Máy tính của tôi bị mã quá rồi. Sao vậy? Của tôi cũng bị mã quá. Cũng như vậy, mã quá rồi. Phần cứng dữ liệu khách hàng còn không? Mất rồi. Lão đại, lên top tìm kiếm rồi. Bậc thầy tái hợp bị bao dây. Bậc thầy tái hợp bị dây bắt tập thể. Bậc thầy tái hợp hành hung khách hàng. Trên đó còn có ảnh của anh nữa. Tấm ảnh này làm quá giả. Vừa nhìn là biết giả rồi. Bình luận phía dưới căn bản không ai tin chúng ta hết. Chúng ta sập bẫy rồi. Đây là cái bẫy mà có người rắp tâm lập ra. Bọn họ đã có kế hoạch cả rồi. Ai được chứ? Tôi cũng chưa có đáp án. Nếu không phải vì thù hận thì chính là vì vấn đề lợi ích. Rốt cuộc thì ai sẽ thu được lợi ích đây? Ngoài cửa có điều ngạc nhiên. Tôi muốn biết hiện giờ ai đang hôn cô ấy. Tôi muốn biết ai đang dạy cô ấy trưởng thành baby. Tôi rất muốn biết ai đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ấy. Hít thật sâu, thú nhận đã nói dối. Tôi muốn biết hiện giờ ai đang hôn cô ấy. Tôi muốn biết ai đang dạy cô ấy trưởng thành baby. Tôi rất muốn biết ai đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô ấy. Hít thật sâu, thú nhận lời nói dối. Tôi đi từng tầng một tìm cậu, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Cậu bị thần kinh sao? Nửa đêm rồi, có để người khác ngủ hay không? Tôi nói cậu biết, còn hát nữa, tôi báo cảnh sát đó. Mấy thanh niên các cậu, sao không học những cái hay? Không được hát nữa. Chị xem này. Bây giờ mới 8 giờ 36 phút. Còn 24 phút nữa mới đến 9 giờ. Ngày mai tôi phải dậy sớm nữa. Không được đàn nữa, không được có bất kỳ tiếng động nào. Có bệnh đấy à? Nghĩ cái gì thế không biết? Thank you.
Ai ca. Ai ca. Mau vào cho tôi. Không ngờ ở nhà em cũng ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy. Đừng dài dòng, ra ngoài từ lối này đi. Em cũng mua cây đàn guitar đấy à? Ở nhà lén tập luyện đúng không? Ngày mai tôi sẽ đốt nó như đốt củi vậy. Dư Quang, thầy Dư, cậu tinh lực dồi dào, chị tuổi tác không còn nhỏ nữa, sự không chịu dày dò thêm được đâu. Châu Nhất, em tin tôi. Đừng, dừng ngay. Xin cậu hãy tự trọng, đổi lại xưng hô Hạ Tổng với tôi. Châu Nhất, tôi rất ngưỡng mộ em. Tôi cũng đã biểu đạt điều đó rất nhiều lần rồi. Hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện khác. Đừng quỳ, đừng có quỳ. Tôi chỉ ngồi thôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, trông thấy em cười, tôi liền vui vẻ. Trông thấy em buồn, trong lòng tôi cũng thấy bứt rứt. Ban ngày đi làm, tối về đến nhà, trong đầu vẫn cứ nghĩ đến em. Em còn nhớ lần chúng ta uống rượu, em đã nói với tôi rất nhiều chuyện về trước đây. Dáng vẻ đau lòng đó, tôi nhớ lúc đó cậu còn đắc ý mà. Lúc đó thì chưa có cảm giác gì, nhưng sau đó mỗi khi chỉ có một mình, trong đầu tôi bất giác lại nhớ tới cảnh tượng em khóc khi đó. Nghĩ đến là thấy rất đau lòng. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm gì để bảo vệ được em, không làm em đau lòng nữa. Cảm giác đó tôi chưa từng trải qua trong đời. Đường phản xạ của cậu cũng dài thật đấy. Tôi thừa nhận, trong phương diện tình cảm đúng là tôi rất ấu trĩ. Hành động lỗ mãng của tôi hôm qua, mọi người đã phê bình giáo huấn tôi rồi. Tôi cũng không dám hy vọng em sẽ chấp nhận tôi, hay là cho tôi một kết quả nào đó. Tôi chỉ là muốn thể hiện một chút suy nghĩ của mình mà thôi. Châu Nhất, tôi thích em. Còn em, thích thế nào thì cứ làm vậy đi. Những chuyện mà cậu vừa nói là suy nghĩ thật sự của cậu hay là được ai đó dạy? Lời nói ra có trời đất làm chứng. Không phải, cậu có thể đừng quỳ mãi được không? Tôi cũng biết, rất nhiều người khác phái cho rằng tôi khô khan, không thích tôi cho lắm. Nhưng em có dám phủ nhận hay không? Từ lúc chúng ta gặp nhau rồi tranh luận, cho đến bây giờ, cảm giác chán ghét tôi chưa từng tăng lên. Hơn nữa, nếu tôi không nói sai thì em còn rất mong chờ nữa, rất hưởng thụ quá trình tranh luận với tôi. Có nói thế nào đi nữa, em là người đầu tiên tôi tiếp xúc lâu tới vậy còn rất để ý đến tôi nữa. Không có ai khác. Điều đó có thể nói lên gì chứ? Chỉ có thể rằng tôi mệnh khổ. Thật ra rất nhiều người tinh ý có thể nhìn ra hai chúng ta rất xứng đôi. Sao em lại không thừa nhận điều đó? Tôi thừa nhận cái gì chứ? Hai chúng ta xứng đôi thế nào chứ? Làm gì có người tinh ý tới vậy? Cố Tiểu Ý, đừng tưởng rằng em và Cố Tiểu Ý thì thầm với nhau thì tôi nghe không hiểu. Trong lòng tôi đã có dự tính rồi. Cậu không ngốc thật sao? Cậu giả ngốc, cậu cũng nham hiểm thật đấy. Đó là em cứ luôn có cái nhìn áp đặt cho tôi. Em hãy nhìn tôi cho kỹ vào. Nhân cách đó, diện mạo đó. Vậy trước đây cậu vẫn theo đuổi nữ thần của cậu đó thôi. Em nói chuyện đó sao? Hai người trong lòng tôi đều là đối thủ nặng ký. Cuối cùng em đã thắng.
Không phải trước đây em đã khuyên khách hàng vậy sao? Khi tình cảm chưa được xác định, đại đa số đều sẽ nảy sinh tình cảm với người khác giới. Trước đây tôi thích Châu Mạc, ghét em. Nhưng ai biết được bắt đầu từ lúc nào, vô tri vô giác đã nghiêng về bên em. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra, nữ thần trước đây trong lòng tôi chỉ là kẻ qua đường. Còn em đã trở thành nữ thần thế hệ mới. Tôi nói thế đã rõ ràng chưa? Sao tôi lại có vinh hạnh vậy chứ? Ra ngoài. Vừa nãy không phải nói chuyện vẫn tốt sao? Guitar của anh cứ để nhà em, hôm khác đến lấy. Châu Nhất. Gọi tôi Hạ Tổng. Châu Nhất. Sao không ai vào trong hết vậy? Có chuyện gì vậy? Mặt anh sao vậy? Bị đánh à? Xảy ra chuyện gì thế? Nói đi chứ. Lão Bao nhất định phải ăn bạo ngư hai đầu của hắn ta. Bạo ngư hai đầu cái gì chứ? Có chuyện gì? Trước mặt tất cả những nhà đầu tư đây, tôi xin bày tỏ ý kiến của mình. Khỉ của ai người đó chơi, búp bê của ai người đó đánh. Lý Đoạn là người tôi đã lựa chọn, nên tôi sẽ ủng hộ cậu ta. Thành tích trước đây của cậu ta rất tốt. Chúng ta không thể chỉ vì sai sót lần này gạt bỏ hết những thành tích trước đây của cậu ấy được. Lão Kim, tôi nhắc lời chút. Bậc thầy tái hợp là do anh khởi xướng. Anh em chúng ta cũng không cần phải dài dòng giúp đỡ anh. Khó khăn lắm mới có một cơ hội đầu tư lớn đến vậy. Sắp thấy được một giai đoạn phát triển mới rồi. Kết quả thì sao? Nhóm của họ lại để thủng một lỗ lớn như vậy, khiến cho văn phòng của họ mất đi danh tiếng không nói, khiến bên đầu tư rút lại 80%. Đúng đấy, vốn còn muốn tận dụng khoản đầu tư 100 triệu đó, bây giờ còn lại 1 triệu. Rõ ràng tuần trước vẫn còn nhắc nhở rằng thời điểm quan trọng nhất không được để xảy ra sai sót. Kết quả thì sao? Xảy ra chuyện lớn tới vậy, gây ra tổn thất lớn đến vậy, ai sẽ bù đây? Phải đấy, xem tin tức trên mạng đi, hàng ngày đều có tranh chấp nội bộ. Cái gì mà đầu tư bạc triệu dễ dẫn đến ảnh hưởng xấu, rồi đại hội cổ đông bị hủy bỏ, nghi ngờ lẫn nhau. Đối với năng lực và nhân phẩm của nhóm, đối với thương hiệu mà nói, đã gây nên ảnh hưởng xấu rồi. Được rồi, anh nói những điều đó tôi hiểu. Nhưng ủng hộ và tin tưởng lại càng quan trọng hơn chứ. Tôi có thể bảo đảm những người anh em này của tôi không dễ dàng gì. Bọn họ làm việc không dễ dàng gì. Chúng tôi bỏ tiền thì dễ dàng sao? Kinh doanh chính là kinh doanh. Nếu không, chúng ta sau này còn chơi thế nào được nữa? Lão Kim, cậu ủng hộ cậu ta cũng được. Dù sao cậu cũng có tiền mà. Cậu bù vào lỗ thủng đó là được. Lý Đoạn, có lời nào muốn nói với chúng tôi không? Các ông nói đi. Bậc thầy tái hợp được đầu tư bấy lâu nay cũng không thấy được báo đáp lại gì. Tất nhiên, đầu tư sẽ có mạo hiểm. Không dám mạo hiểm thì sao gọi là đầu tư mạo hiểm được? Nhưng... làm gì thế? Tôi lấy đồ. Xin lỗi nhé, hợp sau. Xin lỗi, làm phiền mọi người hợp rồi. Đi đi. Ra ngoài, xem kìa. Nhân viên không có ý thức. Không xảy ra vấn đề sao được? Anh nói tôi thì được, chứ đừng nói tới nhân viên của tôi. Được, nói cậu thì nói. Tôi chỉ nói vấn đề đó thôi. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, sao người trong cuộc vẫn còn mặt mũi mà ngồi trên cái ghế đó chứ? Đầu tư cho chúng ta không phải Lão Kim sao? Sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều người thế? Đầu tư mà, đem theo mấy ông chủ đến đây cho có khí thế.
Chuyện đó hết sức bình thường. Giáo sư, tham cái nhỏ mà chịu thiệt lớn, đạo lý này anh không hiểu hay sao? Tôi cũng chỉ là muốn cho mọi người hưởng chút phúc thôi mà. Một con bạo ngư hai đầu hại hết bốn người đấy. Vừa nãy anh nghe được gì thế? Ai cần biết hắn ta nói gì? Điều anh lo là đầu tư của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng chứ. 100 triệu đấy. 100 triệu đó bị hủy hết trong bạo ngư hai đầu của anh rồi. Người anh em, cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi đã cố hết sức rồi. Không sao. Anh không quán trách tôi như những cổ đông khác. Tôi đã rất vui rồi. Vậy thì cậu phải cảm ơn anh rể tôi. Là anh rể tôi độ lượng. Nói gì thế? Anh rể, lần này anh lại chịu thiệt hại lớn nhất. Sao vừa nãy lúc họp anh còn bảo vệ họ làm gì? Im miệng đi. Tiền có thể không kiếm, nhưng bạn không thể không có được. Lão Kim này cả đời sẽ không vì tiền mà trở mặt với bạn bè đâu. Kim Tổng, tôi chấp nhận số phận. Cậu nói xem, ai có thể ngờ được mọi chuyện lại như này. Chuyện sau đó chúng ta nói sao vậy? Ân công, vừa nãy anh nói chấp nhận số mệnh nghĩa là sao? Cuộc họp cổ đông quyết định. Bắt đầu từ ngày mai, tập thể do Lý Đoạn làm lãnh đạo, lãnh trách nhiệm từ chức, vĩnh viễn rút khỏi bậc thầy tái hợp. Định luật bảo vệ tình yêu. Năng lượng của tình yêu cần phải được bảo tồn. Nó sẽ không tự nhiên mất đi, cũng không tự nhiên sinh sản. Nó sẽ chỉ biến hóa từ chính thê thành tiểu tam. Thế nên tại sao luôn nói khoe ân ái sẽ nhanh chết, có hiểu chưa? Chúng ta sinh ra ở thời đại xã hội, ai cũng có quyền phát ngôn. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một câu nói mà tiến hành công kích người khác, khiến người bị công kích hết đường chối cãi. Như vậy có đúng không? Bất kỳ khi nào người đàn ông nỗ lực làm việc, người phụ nữ cũng phải ủng hộ. Cô cũng không muốn lúc tiêu tiền quẹt thẻ để người khác phải chịu, những lúc bầu bạn lại không để họ nỗ lực làm việc. Ai lúc này không có nhà thì không cần phải xây. Ai lúc này cô đơn thì mãi mãi cô đơn.
1, 3, 5 cậu hát mấy bài tiểu tiết nhanh bên trái, 2, 4 cậu hát mấy bài tiểu tiết chậm bên phải, chấp hành chế độ mới ngay hôm nay. Cậu vẫn còn mặt mũi quay lại, nói gì cũng vô ích thôi. Thu dọn đồ đạc, làm thủ tục nghỉ việc rồi về đi. Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi. Xin hỏi thầy Dư có ở đây không? Cậu ấy không ở đây. Anh ấy đã nghỉ việc hay là do hôm nay không tới? Chị có vấn đề gì? Tôi có thể giúp chị. Mời ngồi. Cô, thôi đi vậy. Chị xem lần trước chị làm tôi còn chưa đủ thảm hay sao?